Sáng ngày 8 tháng 6, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ gặp báo chí tại trụ sở Trung Nguyên ở trung tâm quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đúng 10 giờ, ông chủ Trung Nguyên rảo bước tiến vào phòng với trang phục quen thuộc, quần trắng, áo vest đen, khăn rằn. Ông Vũ xin phép được ngồi ở tư thế thiền khi trò chuyện. Trong cuộc gặp kéo dài hơn 4 giờ, ông Vũ tự nói về những ồn ào gần đây và trả lời câu hỏi của phóng viên xoay quanh mối quan hệ với bà Lê Hoàng Diệp Thảo và cả những clip được tung lên mạng gắn với những đồn đoán về sự minh mẫn của ông. Ông Vũ nói, Hoa không muốn nói gì về người vợ của Hoa cả. Cực chẳng đã vì cô đi nói đủ thứ, sinh ra không biết bao nhiêu chuyện, tạo ra không biết bao nhiêu dư luận. Bản thân Hoa không sao, nhưng bây giờ bảo có nhóm thao túng chỗ này chỗ kia thì không được. Khẳng định không có một nhóm lợi ích nào thao túng Trung Nguyên. Ông cho biết tất cả đều là những người anh em thiện lành, cùng ông giúp sức gây dựng tập đoàn. Cô đi nói những người quen biết Hoa là cứu lấy Trung Nguyên, cứu lấy anh Vũ. Trung Nguyên có làm sao đâu mà phải cứu, bản thân Hoa cũng đâu có bị gì. Ông chủ Trung Nguyên tiếp lời và cho biết chính thông tin bà Thảo lan truyền trên mạng xã hội về việc có nhóm lợi ích muốn cướp lấy Trung Nguyên nên buộc ông phải lên tiếng. Ông Vũ nhắc lại đây không phải là lần đầu tiên bà Thảo đưa thông tin về nhóm lợi ích hay việc Trung Nguyên bị thao túng. Ông nói bà Thảo từng đưa cán bộ công an, cảnh sát vào làm việc với ông và điều tra Trung Nguyên nhiều tháng trời. Thậm chí ông còn bị mang tiếng tuyên truyền giáo phái lạ nên bị bắt ngay tại sân bay và nhiều trường học không để ông xuất hiện trò chuyện với sinh viên. Ông Vũ cho rằng những gì bà Thảo đưa lên mạng xã hội để được sự đồng cảm, lấy nước mắt vì đánh vào tâm lý người đọc. Nhưng khi không có truyền thông thì bà phải đối diện với lương tâm vì chính bà biết rõ sự thật như thế nào.